Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục bị nén và hoạt động mạnh, lại kết hợp với hội tụ gió trên mực cao 5.000m, nên trong đêm nay 24 tháng 6, ở Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Riêng các tỉnh vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm trong 24 giờ, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần chú ý đề phòng. Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng sẽ còn kéo dài đến hết ngày 25 tháng 6. Thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Do mưa với lượng lớn dồn dập nên trên các sông suối ở vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đặc biệt là ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La. Từ ngày 26 đến 27 tháng 6, các hình thái gây mưa suy yếu nên diện và lượng mưa giảm dần, chỉ còn tập trung về đêm và sáng. Những điểm có mưa vừa, mưa to chỉ xuất hiện ở diện vài nơi. Về tình hình nhiệt độ, trong ngày mai nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều chỉ trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Sang đến ngày 26 và 27 tháng 6, nhiệt độ nhích dần lên, phổ biến từ 33 đến 35 độ. Nắng nóng xuất hiện cục bộ ở một vài nơi với nhiệt độ lên mức là 36 đến 37 độ. Không có được những cơn mưa giải nhiệt như ở các tỉnh miền Bắc mà trái lại, thời tiết ở các tỉnh miền Trung vẫn trong trạng thái khắc nghiệt. Trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục duy trì tại đây trong những ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ phổ biến trong khoảng từ 37 cho tới 40 độ. Vùng núi có nơi còn trên 40 độ. Không khí nóng như chảo lửa. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ có phần giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 35 cho tới 38 độ. Ngoài nắng nóng thì độ ẩm không khí vào ban trưa tại đây giảm thấp, chỉ từ 50 đến 60% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại khu vực này, vì vậy người dân nên tiếp tục cảnh giác với hiện tượng cháy rừng cũng như là khả năng cháy nổ có thể xảy ra ở khu dân cư đông đúc. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió Tây Nam chi phối, nên thời tiết không có biến đổi đáng kể. Tại hai khu vực này vào ban ngày, trời có nắng và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và từ 31 cho tới 33-34 độ tại các tỉnh Nam Bộ, riêng miền Đông có nơi 35 độ. Về chiều tối, cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông diện rải rác. Người dân cần lưu ý là trước khi có mưa, thường xuất hiện các hiện tượng như là dông, sét và gió giật, nên khi tham gia các hoạt động ngoài trời, quý vị cần chú ý đề phòng. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong 3 ngày tới, mưa dông cũng là hình thái chủ đạo tại các vùng biển phía Nam, bao gồm từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm và khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Lưu ý những cơn mưa dông mạnh sẽ xuất hiện nhiều trong ngày 27, tập trung ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Còn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới, chủ yếu thịnh hành trường gió Nam đến Đông Nam ở mức từ cấp 4 đến cấp 5. Thời tiết phổ biến có mưa vài nơi nên tầm nhìn xa ở đây khá thông thoáng. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!